Thì ok anh em ơi, là Alimashima đây. Trong lúc này là tôi công lên cũng như là tôi bắn địch nè anh em ơi. Đó anh em thấy không, có địch ở gốc cây này. Tôi bắn rất là bình thường luôn ấy. Anh em thấy là cứ ra đạn là máu vàng các kiểu này. Bay qua đây tôi tiếp tục cũng như là bắn máu vàng này. Không có một tí nào mà gọi là ảo luôn ấy. Tôi đang có định là sẽ công lên kia cũng như là bắn tiếp tục anh em ơi, nhưng mà tôi bị văng game ra. Sau đó là tôi vô lại, tôi thấy là cái tôi là tài khoản của bạn đã bị khóa do sử dụng phần mềm thứ ba các kiểu nè anh em ơi. Thật sự là tôi cảm thấy vô lý vãi cả chưởng luôn ấy. Không biết là cái tôi là bị khóa là lý do gì luôn anh em ơi. À thì tôi nghĩ là có nhiều anh em lại nghĩ tôi là diễn các kiểu ấy, nhưng mà thật ra tôi xác nhận với anh em là không phải diễn nha. Cái hạt tôi là bị khóa thật sự anh em ơi. Và tôi đang muốn là cái hạt tôi là bình an mỗi ngày cũng như là quay clip cho anh em xem ấy. Bởi vì là cái hạt tôi mà có vấn đề gì đó là thật sự là tôi rất là buồn luôn anh em ơi. Không có đồ này kia để quay clip cho các bạn xem ấy. Thật sự là bây giờ tôi đang rất là cay luôn anh em à. Ok anh em ơi, hiện tại là Bé Lâm cũng gần đi học rồi anh em à. Bây giờ là tôi đưa tiền Bé Lâm cũng như là đi mua cho tôi một cái hạt mới anh em ơi. Do là ở trong trường Bé Lâm là cũng có rất là nhiều người bán hạt anh em à. Mấy đứa mà ở trong trường Bé Lâm là nó bán anh em ơi. Thì như anh em cũng biết là hôm qua là tôi đang có rất là nhiều hạt luôn anh em ơi, tận 99-100 hạt luôn ấy. Nhưng mà tôi mang đi đổi một càng mà VIP nhất trong xóm tôi rồi anh em à, và tôi cũng tặng cho anh em rồi. Thành ra là bây giờ tôi cũng không còn cái hạt nào mà gọi là nó xịn hơn ấy. Bây giờ là tôi đưa tiền Bé Lâm cũng như là nó đi mua giùm tôi nha anh em ơi. Đây, lựa cái hạt nào mà VIP mua nha mày. Dạ. Ok, bây giờ mình chờ Bé Lâm cũng như là mua về để xem là cái hạt như thế nào nha anh em ơi. A few inches later. Ok anh em ơi, đây chính là cái hạt mà Bé Lâm mới mua về nha. Nhưng mà hôm nay làm gì đi học về chế như mày. Mình đợi Bé Lâm cả buổi trời luôn ấy. Nhưng mà cái hàng này là VIP không? Trời VIP luôn anh Hai ơi. Đùa, hàng này mình mua với giá là 500 nghìn anh em ơi. Nhưng mà em vô chưa? Chưa anh Hai ơi. Trời ơi, trời chưa vô sao biết VIP mày. Em nghe cái người bán hàng có anh Hai nói hàng này VIP lắm luôn. Đùa, thiệt hả? Thiệt anh Hai ơi. Bây giờ là mình sẽ vô cũng như là review cho anh em xem là bên trong có những gì nha anh em ơi. Nếu như mà VIP á, mình sẽ làm cái hàng đó là chính luôn anh em ơi. Mà từ đây về sau là để quay clip cho các bạn luôn nha. Cái hạt chính của mình hiện tại là đã bị khóa vô cớ bãi trưởng luôn anh em ơi. Cay thật sự luôn. Ok, nếu như mà hạt này VIP á mình sẽ chơi, còn không VIP là coi như mình sẽ bỏ game luôn anh em à. Coi như là tạm biệt anh em luôn ấy. Ok, bây giờ em xem hạt này luôn không? Dạ, xem anh Hai rồi. Rồi, vô nè. Trời ơi, là trời cay thật sự luôn anh em ơi. Tôi vô tôi thấy là cái hạt mà Bé Lâm nó mua là bị âm kim cương anh em ơi. Đúng kiểu như là Thanh Niên Lâm là bị lừa anh em à. Bây giờ như kiểu là Free Fire là không muốn tôi là làm clip cũng như là chơi game nữa sao anh em ơi. Hạt đó là bị khóa vô lý này. Nhưng mà Bé Lâm nó mua nhầm cái hạt mà kiểu như là bị âm kim cương như này sao chơi nữa anh em. Kiểu Gana là không có chơi vô trận cái kiểu anh em ơi. Vãi nồi thật sự luôn ấy. Chắc có lẽ là sau clip này là tôi sẽ bỏ game luôn anh em ơi. Ok, sẵn đây là đã lỡ vô rồi, tôi sẽ review cho anh em xem là cái hạt này nói luôn là có gì nha anh em ơi. Ok, nhân vật trước nha anh em ơi. 1 này, 2 này, 3, 4 anh em ơi, 5, 6 nhân vật này. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 nhân vật này anh em ơi. 19 này, 20 này, 21, 22 này, 23, 24 này, 25 này anh em ơi. 26 này, 27, 28 này, 29 này, 30. 30 nhân vật anh em ơi. Nói chung là tổng hết luôn là có 30 nhân vật nha. Còn số nhân vật này tôi thấy là được miễn phí này. Đây em thấy không? Đấy, nói chung là miễn phí khá là nhiều luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ là bét nha anh em ơi. Tôi xem là có bao nhiêu con bét nha. Ok. Ui, cũng là một số con bé mà được nhận free nè anh em ơi. 4 này, 5, 6 nè anh em à. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 nè anh em ơi. 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26. Tổng hết luôn là những con bé mà được nhận free đó là có 26 con nha anh em ơi. Ok, thì hạt bị âm kim cương á, không gắn vô tên game được. Cho nên là bây giờ tôi vô phần thủ đồ nha, xem là có gì luôn nha anh em ơi. Tóc bích vàng này, cũng như là đầu mãng xà nó lọn nè anh em à. Tổng hết luôn là có 112 tóc cũng như là mũ nha. Đây chính là tóc học viện tứ dạ nè anh em ơi. Ma búp bê này, rồi samurai nữa nè anh em à. Ok, đây chính là tóc lãng khách linh hồn nè anh em ơi. Với lại là ma búp bê hình như là nham thạch anh em ơi. Đây chính là mũ lãng khách tím nha. Đầu túi hồng thơ nữa này. Rồi bây giờ là phần áo nha anh em ơi. 232 cái áo nè anh em à. Ui, tính ra là số áo này tôi thấy là cũng khá là nhiều đó anh em ơi. Áo gấp đường phố này, cũng như là áo gấu nhà người ta có kiểu này, áo chùm trường luôn nè anh em ơi. Áo bông trắng nữa này, thổ quậy nè anh em ơi. Quỷ kiếm và so là cũng có trong cái hàng này luôn này. Khá là xịn luôn anh em à. Rồi bây giờ là tôi xem nó luôn là phần quần nha anh em ơi. Ui, còn mấy cái áo đá banh này khá là xịn nè anh em ơi, 4 cái này. Ok, bây giờ là quần nha. Quần ghép đường phố này, tôi sẽ đi truy tìm là quần Hồng Thiên cũng như là quần Thám Hiểm anh em ơi, xem là có không nha. Hàng này nói chung là cũng khá là ngon đấy, nhưng mà tôi nghĩ là những món đồ này là mua bằng kim cương lậu rồi anh em ơi. Cho nên là mới bị âm kim cương như thế này ấy. Đây chính là quần Thám Hiểm nha anh em ơi. Ok, bây giờ là giày dép nha, tôi xem là có giày siêu hacker đôi giày tủ của tôi không nha anh em ơi. Có đi mà, đôi chân của thánh phòng này.
À, hình như là không có rồi anh em mây. À đây rồi, có luôn anh em mây. Giày siêu cơ chính là đi giày tủ của tôi này. Ok, mắt kính với lại là mặt nạ nha anh em ơi, xem là có gì nha. Mặt nạ mà búp bê cái kiểu này, đây chính là mặt nạ hào quang xanh nè anh em ơi. Ok, thối quậy này và quỷ kiếm giả so nè anh em ơi. Ok, mặt nạ của nam nha, 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 này, 10. Tổng hết luôn là có 10 cái mặt nạ nam anh em ơi. Đồ full nha, xem là có gì nha. Bộ đồ robot nè anh em ơi, sát thủ bạc nữa này. Và cũng long hường anh em à. Cuối cùng chính là ninja thần chết nha. Ok. À, chính cái đầu lưu trữ này hành động nha anh em ơi, tổng hết luôn là có 38 cái hành động ở trong mặt này anh em à. Ui, tính ra là số hành động này cũng khá là ít luôn ấy, một cái hành động trong sân chờ nha. Rồi bây giờ là sưu tập nha, đầu tiên chính là 35 cái dù lượng nè anh em ơi, cũng như là 43 cái ba lô này, ba lô gồng đen nữa này, 27 cái hầm sát nè anh em ơi. Quay tính ra là hầm sát cũng có là hầm sát thính phòng nữa này, cũng khá là ok luôn. Hai cái skywin nha và 46 cái văn lướt là ở trong cái hàng này anh em à. Ok rồi, bây giờ là phương tiện nha anh em ơi, xem là có gì nha. À, tính ra là skin xe nói chung là cũng không được nhiều ấy. Thông tin nha, xem là có gì nha. 94 cái avatar này cũng như là 126 cái nền ở trong mặt này anh em ơi. Phần cuối cùng nha, đây chính là số băng vẽ là con dư này, hai cục đá chế tác nè anh em ơi. Rồi hết rồi anh em à, thì đây chính là cái hạt mà ở phần đầu nam anh em ơi. Hạt này nói chung là đầu nam cũng bình thường ấy. Bây giờ là tôi cho anh em xem đầu nữ nha. Ok, bây giờ là tủ đầu nữ nha anh em ơi. Thì có đầu gì ngon là tôi sẵn cho anh em xem, còn không ngon là tôi sẽ lướt qua nha. Ui, nói chung là đầu nữ là cũng bình thường anh em ơi. Tóc quý cô dây cót nữa này. Ui, lại tiếp tục là tóc quý cô dây cót nè anh em ơi. Tóc áo đen nữa này. Rồi, bây giờ là phần áo anh em ơi, tôi xem là áo gì nha. Áo đá banh đầu tiên này, đây chính là áo đá banh của Biru anh em ơi. Huyết Mộc Lan là cũng có lúc này. Quý cô dây cót nè anh em ơi. Nói chung là đầu nữ tôi thấy là có một số bộ là kiểu hơi VIP anh em ơi, còn lại là bình thường thôi, không đến nỗi là quá VIP anh em à. Đồ đá banh các kiểu này. Rồi, bây giờ là phần quần nha. Quần thám hiểm của nữ nè anh em ơi, cũng như là quần điệu cười gây gợn nữa này. Từ từ, tôi xem là có quần hồng thiên bên trong cái hàng này không nha. Quần cô gái tha thu này. Ui, không có quần hồng thiên rồi anh em ơi. Giày dép nha, đây chính là giày bạc anh em ơi. À, tính ra là giày dép là cũng bình thường anh em à, giày cái chữ mu nữa này. Rồi, bây giờ là mắt kính với lại mặt nạ của nữ nha. Huyết Mộc Lan nè anh em ơi, cũng như là mặt nạ kẻ chú mu nữa này. Rồi, bây giờ là mặt nạ của nữ nha. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 nè anh em ơi. 10, 11, 12, tổng hết luôn là có 12 cái mặt nạ của nữ nha. Đầu full nha, xem là có gì anh em à. À, bò thổi siêu công nghệ này cũng như là khủng long hường anh em ơi. Rồi, nói chung là đồ nữ là chỉ có bao nhiêu đây thôi anh em ơi. Bây giờ là khâu vũ khí nha. À, nâng cấp súng trước đi anh em ơi, tôi xem là này có súng gì level 7 không nha. À, M1014 này level 3 thôi anh em à. Ui, cuối cùng là một cây UMP là level 3 nữa này anh em ơi. Tôi cứ tưởng là này có súng gì level 7 tôi mới nạp kim cương vô, cũng như là cho nó trừ đi và chơi hạt này anh em ơi. Nhưng mà hạt này không có cây nào mà gọi là level 7 luôn ấy. Ok, như tất cả các bạn thấy là nãy giờ tôi ấn vô khâu vũ khí nhiều lần ấy nhưng mà không được. Do là cái hạt này bị âm kim cương ấy, cho nên là một số chỗ là đã bị fit lại và không ấn được các bạn ơi. Cây va trưởng luôn, như kiểu là ở chỗ tin game này và semi game này, ghép trận này và đứng ở trong sảnh cái kiểu này và khâu vũ khí ấy là không xem được các bạn ơi. Anh gà gán ảo ma va trưởng luôn. Tôi muốn là biết cái đi game hạt này á là để tôi nạp kim cương vô, cũng như là trừ số kim cương âm này đi á và chơi cái hạt này anh em ơi. Nhưng mà không chấn vô tin game mà semi game á, sao mà biết là ai đi game như thế nào anh em. Phải nói thật sự luôn ấy. À, thì mình xin nhắc lại một lần nữa là mình bị mắc ạt, đó chính là sự thật nha, không phải diễn nha các bạn ơi. Và từ trước tới giờ là tôi bị mắc ạt, đó chính là hoàn toàn là sự thật nha, chứ không phải là tôi diễn cái kiểu đâu. Tại vì tôi muốn là kiểu có một cái hạt VIP này kia là mỗi ngày đều quay clip cho các bạn xem á. Nhưng mà cái hạt tôi là kiểu cây một điều là cứ bị người này hát rồi bị người kia phát, kiểu anh em ơi ảo ma kinh điển luôn ấy. Tôi kiểu như là không biết là có ai ghét tôi không anh em à. Nhưng mà hôm nay là tới nỗi mà Ganna còn ghét tôi nữa anh em ơi. Ban luôn ạt ấy, vãi nồi thật sự luôn. Ok, thì chắc có lẽ là tôi sẽ dừng game tại đây các bạn ơi. Chắc có lẽ tôi sẽ dừng là một thời gian ấy. Và tôi sẽ quay trở lại sau nha. Nếu mà tôi mà kiểu không được Ganna mở ấy, tại vì tôi cũng có liên hệ với lại bên đại lộ hy vọng rồi các bạn ơi. Ok, nếu như mà bạn nào mà ủng hộ mình á thì comment là Sima cố lên này, cũng như là ủng hộ Sima nha, để mình có động lực cũng như là làm video cho các bạn xem nha. Còn thôi là mình sẽ nghỉ luôn, do là bị mắc ạt ấy, nói chung là hiện tại mình cũng khá là chán rồi ấy. Ok, thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ dừng video ở đây luôn. Tạm biệt tất cả các bạn nha.